Vẫn anh em sử dụng cái máy ép kính UEIE UIUE, nó có model là X2. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn cho nó, cấp nguồn đây. Máy bơm hơi mình cấp cái ống vào nhỉ, gắn cái ống này vào, máy hút gắn cái ống này vào và mình cắm điện của máy hút vào đây. Thì trên đây cái bảng điều khiển của nó, cái này là thời gian hút này, mình chỉnh thời gian hút này, ví dụ 60 giây đó, hoặc là 10 giây đi, tùy anh em thích hút bao nhiêu giờ bao nhiêu thì hút. Cái thứ hai nữa là cái thời gian ép, mình ví dụ cho nó ép 10 giây đi, 20 giây gì tùy thích. Bắt đầu ép thì mình nhấn đây này, thì nó hút 10 giây và ép 10 giây xong là mình lấy mình bỏ qua máy hấp. Thì máy hấp nó bên đây, máy hấp kia anh em mở cái nắp nó ra thì mở đây, để kéo cái nắp ra, đóng lại, đóng và cài lại, cài lại. Thì hấp thì anh em bấm đây là nó xả hơi, nó hấp. Cái thời gian này thời gian hấp mình chỉnh được luôn. Máy ra thì mình bấm đây để lấy ra. Ví dụ mình hấp 180 đi, 180 giây. Đó, bấm đây thì nó xả hơi, nó hấp. Bây giờ đang hấp dở chừng, mình muốn lấy màn hình ra thì mình bấm đây thì nó sẽ xả hơi để mình lấy ra. Ok em nhé, rất là dễ sử dụng thôi.